Xin chào các bạn quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho bạn dòng sản phẩm máy phát điện của Husqvarna H3006E. Là dòng máy phát điện sử dụng động cơ và đầu phát, được sản xuất dựa trên dây chuyền hiện đại, có thiết kế mẫu mã đẹp, chất lượng cao, giá thành phù hợp, được rất là nhiều người tin dùng. Sau đây là thông số kỹ thuật của máy. Máy sử dụng động cơ 6.5 HP, có công suất cực đại là 3.2 kW, công suất hoạt động liên tục là 3 kW. Bình nhiên liệu lớn có dung tích đến 18 lít, giúp máy được hoạt động trong thời gian dài hơn. Dung tích bình chứa nhớt là 0,6 lít. Trọng lượng của máy 48 kg. Máy được bảo hành 12 tháng trên toàn quốc. Sau đây là một số công năng và đặc điểm của máy. Máy được thiết kế khung thép chắc chắn, dễ dàng di chuyển đến mọi vị trí khác nhau. Bên ngoài của máy được sơn một lớp sơn tĩnh điện, chống oxy hóa và các tác động từ môi trường. Máy có hệ thống khởi động bằng giật tay và đề nổ, thao tác dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, máy còn tích hợp hệ thống tự động điều chỉnh áp, giúp cung cấp nguồn điện cho các thiết bị ổn định hơn. Đây là bảng điều khiển của máy. Bảng điều khiển được đặt ở vị trí dễ quan sát, giúp thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng. Trên bảng điều khiển ta có thể thấy đây là công tắc đề, đồng hồ hiển thị điện áp, cổng ra của nguồn điện 12V, công tắc nguồn điện 220V, hai đầu ra của nguồn điện 220V, đầu nối dây tiếp địa. Phía dưới chúng ta thấy đây là bình ắc quy. Bình ắc quy được gắn với máy theo hệ thống dây đai, giúp chống rung lắc trong quá trình sử dụng. Đây là chỗ để châm nhớt. Phía bên hông của máy chúng ta có thể thấy đây là động cơ Husqvarna 6.5 HP, hoạt động mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, chống ồn trong quá trình sử dụng. Đây là bộ lọc gió của máy. Phía sau thân máy ta thấy máy có cổ bô lớn, chống ồn trong quá trình hoạt động. Dòng máy phát điện Husqvarna là dòng máy có độ bền cao. Tuy nhiên, để máy hoạt động ổn định theo thời gian, chúng ta cần lưu ý những đặc điểm sau đây. Thường xuyên kiểm tra tình trạng nhiên liệu, dầu nhớt, tuân thủ quy trình bảo trì, bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ. Luôn luôn tuân theo các hướng dẫn và chú ý từ nhà sản xuất trong quá trình sử dụng. Lắp đặt và bảo quản máy ở vị trí khô ráo, thoáng mát. Tuyệt đối không khởi động máy trong trời mưa hoặc là trong môi trường bị ẩm ướt. Không châm nhiên liệu khi máy đang hoạt động hoặc quá nóng để tránh gây cháy nổ. Nếu các bạn không sử dụng thường xuyên, hãy khởi động máy 2 tuần một lần. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong cho các bạn chiếc máy phát điện Husqvarna H3006E. Trong video sắp tới, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng và test trực tiếp chiếc máy này cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ đặt hàng theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.